Dạ. Yeah. Vậy là Phật tử nhớ ngày rồi tới và giờ tới dự. Dạ là ngày 3 năm. Dạ. Và bà năm dạ dạ bà năm giữa mắm cho đốc là tài trợ cái bữa lễ này. Không phải. Chùa này bây giờ là bà. Dạ chùa này bà tài trợ hết luôn. Dạ dạ. Nhiều lắm. Dạ vậy là hàng rào này là bà năm đó tài trợ làm hết hàng rào này luôn hả chú? Thì ông chưa cả kia đó. Bà mà ngang xuống bà không có tiền bà thì có nghèo khổ gì lắm vô đây. Dạ. Coi ổng mần lên rồi bắt đầu mới dạ giúp luôn ha chú. Dạ nó nhớ cái ơn. Nhớ ơn. Cái gì là bà cần là 500 300 là bình thường. Dạ. Đối với bà. Dạ. Tại vì bà nhớ ơn rồi trả ơn lại chú. Dạ. Chùa chứ cũng đâu phải bà. Dạ cũng như bà giúp chùa cũng như bà giúp hết trơn các Phật tử. Dạ. Hồi đó thì nhà ông kia giúp cho bà giàu lên. Dạ. Dạ thì bà giúp lại đây bà đâu có gì đâu. Dạ. Chúc con tay vậy chứ. Ám Di Tôn này có hai cái ở đây chùa này là đông nhất. Dạ. Nãy con thấy cái chùa ngoài này cũng có nữa nè chú. Có nè, đám ma, kia đám ma. Dạ dạ dạ. Năm ngoái xuất phát chỗ đó đó. Dạ. Xuất phát chỗ đó đó em. Dạ. Xuất phát đó đi đầy. Dạ. Đi vòng đấy hả chú? Đi vòng ra ngoài đó đó. Dạ. Đi vòng ở đây này ra đây. Dạ. Đi qua đó. Đi qua đó đi chợ lại đó là mới lần chín. Dạ. Ra đây. Đi xuống cái chỗ mới nhỏ đi ra. Dạ. 270 280 chỗ không xảy rồi. Ôi ôi. 200 mấy gần 300 có khi 300 không có. Dạ. Các chùa tụ tập lên tụ họp lên đây hả? Không phải mà chùa mấy ông thôi. Dạ, mỗi chùa mấy ông. Dạ. 4 ông 6 ông 2 ông tùy theo chùa nào đông mời đông. Dạ. Thì nói chú em là cái đi qua trong cái hồ nước đó đi bọc lại cái lên đó đi trở lại đây thì chú ở trên đó trở lại đây là ngồi mới vậy là năm nay chắc không có đi hả chú? Không có năm nay không có đi. Dạ. Nên chắc có đi đi ít thôi đi vòng sải ngồi đó rồi để bác rồi đó. Dạ. Hết xem xe đậu cứng hết cái sân đó luôn hả chú? Này xe bự thì đậu vòng bên kia. Dạ. Dạ. Năm nay dịch bệnh mà thấy xe cũng đông thấy ghê luôn nè. Có nhiều đâu. Người. Dạ. Mười thôi chứ không có được một. Dạ. Còn có cái ngày 10 tháng 6 đó, sắp trăng lên khoảng rồi để cho cộng nhà tùy cộng khoảng bao nhiêu nó đi khoảng trăm mùng 10 tháng 6 hả chú? Mùng 10 tháng 6 hàng trăm chiếc xe trăm mấy. 10 tháng 6 dương lịch hay âm lịch chú? Âm lịch mình. Dạ âm lịch. Được khám
là đi giếng bảy núi Sóc Trăng lên. Dạ. Đi hàng trăm xe từ 16 chỗ tới 52 chỗ. Ôi ôi. Chùa này đâu có chỗ mà chứa. Dạ. Yeah. Chỉ cái trung tâm đây rồi xuống chùa này chùa kia đi qua chùa nữa. Dạ. Đầu rải rác rải rác rồi. Rồi thôi tập trung thì mới kéo về đây hả? Dạ. Đó, thấy, thấy Phật tử nó vô hoài luôn rồi chú. Cái này không có mời, tự nhớ ngày đi. Dạ, tự nhớ ngày đi. Ta không có đi. Dạ. Ở đây nó có cái này nó còn cái dưới cái lẽ đu bò thôi. Dạ. Cái đu bò thì nó đông. Đây là tập tập cao. Đu bò nó là cái đầm hết cái mới đông. Còn bây giờ đua qua bên bên Trưng Nông bên bản Hồng Lục đầm. Chú quê ở đây luôn hả chú? Chú quê Trà Vinh. Dạ Trà Vinh luôn hả? Ờ, dạ có vợ ở đây. Dạ có vợ ở mà ở ngay đầu cầu cái mẹ nè, ngay đầu cầu lớn nè. Dạ dạ dạ. Dạ. Cháu đâu? Dạ ở Cần Đăng. Ở Cần Đăng bên Hòa mình đây. Dạ dạ. Cái này sao biết vô đây chơi? À, ngày nào cũng đi quay phim chứ á. Ngày nào cũng đi hả? Dạ. Mới nghe chú đó nói là hôm nay là ngày giỗ của ông Sư Khả với lễ dân bác luôn đó cả nhà. Nên Phật tử này hơi lên hết biết đồng luôn. Ông nói năm nay là chỉ 1/10 thôi đó, tại dịp bệnh đó. Chứ mấy năm trước thì đông dữ lắm luôn. Mấy năm trước tới 270-280 ông sư luôn á. Bác để xung quanh hết biết nhiều luôn cả nhà. Mấy cái bình bác để xung quanh hết biết nhiều luôn. Yum tất cả là sông Aratane lâu bây giờ đã bắt tay ló. Lai nâu trên tất cả mặt đất na làm bay chạy chun đó bây giờ Phật tử bảo rằng tất cả chúng ta phải tập tập làm bay để làm na nông lấy cái vết cướp cướp về lấy sau mà đặt tên lên món đòi để lấy ăn được pro Virato timaha viro sansare sahaye vasang karanaya manapa vidato karanito mani Virato timaha viro sansare sahaye vasang karanaya manapa vidato karanito mani Brahma virya trong ca nơi trong sansara vat hai prato thai thai thân phuông trong miền bờ tây nơi ngay tại trong một tuần đặc biệt pro sức đại nhân đất hai chân ôm bềm mình đi trong miền bờ niệm cha prapap nam sức đại cha đồng nè nhâm prang tôn nam sức đại chân phu bềm hà cha đồng nè tôn phong bề vị sự thi tôn phong cha phan nhà tôn nhà robo bềm sa tình yêu phật chân lai nô thao sức đại tu lập pháp pháp cha tu lập thực thi nông nghiệp thầy nông tiền thành phố trong ca cân cai ប្រកបដោយគុណនៃរបៀបនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការសូមសូមរំលឹកការចំពោះរំចាក់ត្រូវរាយពីក្នុងខ្ញុំគណៈរដ្ឋសេចក្តីប្រោតសូមរំលឹកការចំពោះ
nông tì hình chẳng ràng có đo nhiệt nhôm bởi chì bốt tà bò đà xa thẳng ngò tên ưu và xót mà dì ca tên nhôm đôn chì thằng lãnh phòng đáng hay ngày ní bật tay thì ngày phì rô hài bọc nằm lơ tay sát của sát ra kì quan tràm rối học tập ràng hay là con trang nhiệt nhôm tân thà con dân phơ ra mà lạc nàng ấy bốt lại bà rộng nào nhá. Ngày mấy ta cha và các mình cứ thay vì nam nắng là Phật sạc ra thì con phạm rối sai sắc là sai sắc nắng sai sắc phạm của nó sai sắc phạm nó sai sắc sai có thay năng cứ sạc ra nhắn mười con phạm buôn rối sai sắc phẩm phơ sai sắc phẩm phơ mà tôn dân là lớn chôn mãn số ngày một phay của mũi là một phay của mũi cho nam ấy nè má có cần phơi lớn nghĩa tập phay tập cuối cho mình rót cho pi quan rồi chết đấy là ngày tung một phay cho nam kiêng còn nè ngày tại thì ní cứ con cứ càng mà khi mình ca bỏ rót nằm bay là lật nấc đào cồn chia vì sao nó từ chân nó đai trên nhá mình không có ra cái hàng là mặc áo trắng ngồi trước tức là nó nằm ở cha cái nhà sạp nó sờ văn nha sờ văn nha văn nha nó lâm nấu hay năng bạch sạp sờ văn nha văn nha ăn khen của nó hay lô miền ô bạc ca ra côn đó chả ra một lơ ở rạm vọt thật phục dân hay bà ôm chỉ mùi năng cha thì ca nó đó tay là tay tiết hay miền ca nơi ruột ở đây hay nâng cầm lòng bằng tới ở đây đó chỉ lực rù sướng lực rù sướng có chỉ áp tika cha áp tika vọt dưỡng bằng lực nàng đáy mùi vật sáng hay nâng lực rù chết lực rù phá la còn á lực rù phá la có vọt mấy nụp ca ra nâng cực rộng nâng vọt dưỡng mùi để giác đai còn nâng rù chôn á nâng này nâng sắp tạc rù hay nâng rù đàn ơ ruột còn á. Đây là núi núi Nam Quy cả nhà. Quạt dân mà coi là lớn chôn mà đòi tăng tất ngang tiếng ấy tổ. Quạt á, to tăng quạt nóng mà đòi tăng tất ngang tiếng ấy. Này, tăng tiên tầm mây nó cuốt càng là tốt yếu như ca bởi kênh tây. Hoa trái tờ lờ nhôm của ba thị ca á, nhôm ngam lái của pha ri á. Nên một phật ca rác quấn, nóng ca chui tùm lọc một rồng. Tăng tiên đơn ca to tăng. Này, tăng tiên thơ xiết, tăng tiên má uống tư to to, đá bá chế phổng to to, nó to nào. Ủa tầm mây nó lông căng, tê chạy tê bằng nghĩa chứ như là to ly chứ. To dẫn to to vô mà ly chứ. Này, hai nâng của Phật Thông chẳng hạn như tê tê chế phổng. Này chẳng hạn, hay nâng có đoàn đại trang lớp cho mà tới hay tí ní cư ca nghe đại dương miên ca nâng rồi lực nức nâng đo con ô phà ca ra rồi bó phô phà ca rây nâng phô phà ca rây chốn á ca nghe đại dương miên chất nâng rồi lực nức đo con thần hôn nâng bán có phà ôm thần này nghe đại bàn miên ô phà ca ra đo luôn á nâng ấy mình hay rồi lực ca tì chân ca nghe đại lực mình ca thái xong bây đại ca kết nâng to con chôn thần hôn nâng gọt miền nâng hôn miền á tại cái này để dân là lực hơi như hao ấy nè đôi ngay đừng chấm dân của miền ca trọc truôn môn mà tạch nì nè nè miền cả nàng cam ca tai chán ta bán đất nôn đầm bầy vơ nơi cho cả nàng được vật tiền ừ tư khoai đo là bật sọc nè nè đo bật sọc nâng ở tây ta kru át cha át đi ca nè tại quạt bàn lạc tài hòi nâng tài khan tài hòi nâng cái đấy hay nâng nhôm nhôm nơi trình em nâng bật ca ra nè tầm phu quạt nè hà ràm ni phong ai nâng có bạc ca rây chôn nó chẳng hoa thèn vì đẹp xa mình nè đại bàn lạc bong nó chỉ vật nó đầm bầy sắc xa nó này mai giờ nó thề rồi việt nắng ai nâng nhôm nhôm chẳng hoa đại bàn chuối ô bật thom nó tăng khi giờ tay tác ra hôn mà đào phát cho con nâng khốn tùm rôn tài sắc xa và phụt sắc xa miên ca chú rút chú rít nó châu tự nông tần an để chất và chia phụt bò để sắc dương nó
phần thề ra chẳng lại khi ở tây tán nó lúc lẽ bằng ngọt ra nó bốn mình bèn trâm tay bà sắp chẳng phi bà ông nâng thế bốn bà sắp ông môn môn tiên nâng ông môn môn tiên á dương kết mà mớ tăng phi bà tây dương á tầm con dương mà toàn miền phụt tạc nà ra hô đó miền phụt tạc nà nó sắp sai mang phân nâng mình nâng tòm nà tì cà nà con chăng là nhìn nhốm chân cáo dương hơi chân nhìn hà sửu á đọc bây dương thơ tầm con tay mà miền phụt tạc nà bằng dương tăng hai dương mạch đầm bón này kia mình mang rock an ở phố tập sàn này nữa, có xong ruộng nơi có nghi ruộng nơi này, lùm ba nữa, nè bắn má trên cá kia tắt tỉ, chân thấy mau bị nát tay chân tru cú bay nhưng mà không tiền kì, rồi nhé, hạt vô là kia để ra thì ca trên cua là bó xa mà nát nó ngập miếng cá phơi sai phơi chừng cá tê, ấy tầm rong tại chỗ tập sắp sai ai thì kia cho miếng cá vô lên chân nhưng cứ mới lúc đây là phong phần nè. Trong miền ca ọt phốt phần nạt ngay khoan và ban ngay khoan và ọt như ngay hay ngay khoan ban thằng phi tùm đây mình lo để kê phô tết biên lên tiệt mình tết lên vay lâu tiết đồng miền này phổ là anh khoan bọn khoan như ngay nâng kê ra này ca cho một pháp sai của quốc sát nam nơi đồng con dương tùm rôn để chú rôn sĩ yếp đo để chia quốc bò để sát dương ban rồi hôn một đo là thầm ai phát cho con từ miền ca lê hấp bông dàng cây lê nè rô bọt nó bớt xong nó hầm tia tay tay tia tay tay ban phạm ban ban phạm quan nam nè này ngày chân tì ní còn này giờ ní giờ miền cát tỉnh nhu nè cát ta về tì nè ta phù nè phù rốt nó rơ lết đo con nó bạc ca ra đài có bạc ca rây chân nó rơ bọc dường đài miền ca bẩn xo tốc nè mô rọt nè nó xâm lạc dương tầng lai khăn ông ca bảo phật phra nếp mặt nó tự xem phố ta đi nây rồi bảo phật xâm lạc xâm phút anh ấy cứ chìa liếp chìa xâm nang rồi bảo dương nhàng cây lên chân chôn tầng ngon nó cứ sắp xâm tay chỉ nhạc miễn ô bà ca ra đo dương tầng lai đòi phật 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 tôi bởi chìa mang đòi trông rồi đó dương mình đang cao nông trình ngon rồi bảo lộn chân dương có tựa lại thòm đòi chì đôn dì ta bảo dương đòi ẩm phúc mà đai rồi bảo dương nè đại quát ban đặt tua nè ông pi ông bậc ca ra bậc chôn được ngon nâng hói kru ba cha ra bậc dân ban đặt tua ông bậc ca ra nè ông pi chôn được ngon nâng hói chôn được ngon nâng có chung một ha minh ông bậc ca ra đo dân chẳng lại đây tu bơi kỳ lô minh ca nè sừng có sừng quát tay hói ở đây của nó chai than tay hói ở đây có chung một ha minh côn ông bậc ca ra đo dân chẳng lại đây chân cua đo ca là lớp cua đo ca top côn chúng ta đã dừng rồi lật hơi hay dừng tới top hay vị trí đi cao top nông quân ta nên mình đi cao vị ca vừa chạy cái này nó vừa tiến vẫn ta một tư ao chôn từng ngọn nâng tiền prasap nâng tiền phi mà ông hay nâng prasap nơi ni ở ram quan tây tây nhá nơi ni thành tây nà cam chi cao ông dừng là hô đo từ tâm cái gì nhá từ lô nà bàn nà từ cột cái hơi nâng nâng này chúng ta dừng mình ca bỏ rốt vô nơi chôn từng ngọn nâng mọi chi ở rộng ấy mình ca bỏ rốt vô nơi chắc cả nàng nộp tiền nà vai tiền chẳng phua xong hay mình ca ở xứ nà bạc kê nâng nơi mà hai cổ xa nâng chu nâng mà hai cổ xa lúc đó chôn từng ngọn nâng nâng dân cứ chìa mà đồ lo ấy bốn ấy hay tầm khăn mà giang tiết ca nà đại dương mình ca bằng phênh nơi thịt tây là o nà khó khăn bốn ấy con tại chất kết nè đột nhiên nhau mà mau chẳng miên là nà kê bà búa lấy bốn nè tầm mai nâng á tương đăng đăng ra phẩm an nhé đại cả năng ca mà ca quát ngay nghe đăng pháp đăng phần năng ấy của nó tài nhân vô này quát chăm nó thà ngay mà rồi bì rồi nó đi ở ràm qua tất khổ nâng miền ca phở rộng nâng bì thi nâng là nâng có thể đọc xong tu nâng này có thể đại liên pháp rộng chẳng lúc nâng tiết tiết kìm ra thôi kìa chọc chắc ngôn nơi hồng phơ ná phần vơ ná đại chia phải gió sư đông ngôn ấy phải chia phốt bò để tắt dơ hồi mình ca phơ nồng phơ nè nè hồi lúc đó chia cần ác ca ta ca đất ngôn mà dân ngôn mình ca chết bò rộng ta cổ phong dân chua nế có đất ngôn mà dân phơ bát là phơ bốn vỡ phơ bốn nè ngài phơ bốn á thấy ca nó phải dân rộng bát dân mềm tấp tấp dân mà rộng ba nó dân ác ngôn mình ca nha tức nó chỉ mươi nó có xong hết tiên lúc đại ca miền thao chất cái mặt miền nó còn đây là chỗ Sala chùa Tức Phót ở cả nhà. Chánh điện đây. A còn là áo san cô giới độ. A còn là áo san cô lưu là sao lại nhân quân còn ai đấy?
Tại bà dân nơi dân chẳng ra đời mê thai. Nó chẳng ra đời chất lọ.
chân kê đại mò chất dương á, tôi nhìn vô phân ông cả nạn nâng chân, nhìn vô miên chất là mây biết kia là ngã là chất nhôm á. Học tê, chân bàn dây với cái đây, ta cái đây, nè, mê cái đây, chắc cái đấy có ai trôi mà không có chất kia bàn. Chân nó có, nâng tay mình nạn chất lò, chất ta dây cầm ra này chất lý ca mà biết tiên, nâng hỏi sao thôi, nó không tất, vì lý ca, thì hai lực hạt bơ, liên bà quán á, thì hai bà quán kia nhá. Khi nghe là tay tay hai mong quý chất dây mạng tay kê kết hạ bộ côn đi mình nhìn thấy đâu có xuống kê tê nè đọc xuống kê tê và hai tất tâm bây giờ ta sẽ được tháng toàn nơi trong nơi chất này trên tất đây nó cứ trong này kia hồi nó cứ họ ca này ca bằng tay cái tay là o đại hai thế này đại nhất nhôm chẳng lại những ai cơ ba nhất nhôm cơ tất cổ chẳng ca tùm nông rong nơi côn tùm nông rong nơi tay nơi bộ côn xin chân mía đá bay ra ăn được rượu đòn nhé chất hang để dễ kiếm được tuy sản lãng đầu kia nữa kia tập tâm ra chỉ còn đấy còn vì vậy phải chăm ngay càng nào để dân tầm con chất trâu cứ con tham lam chẳng hạn tại càng nào để dân nhôm tầm con chất mình trâu tế tâm bây tầm ngâu quán và cao ta sẽ còn tầm hai lời lần kia nhớ đấy con này màu quán nó cả ai cao ma ban này càng nào để dân tầm con chất khó chẳng bốn mẹ nâng quá chế cổ bốn có ba con mẹ nâng quá này hay con mẹ nâng kia đưa nâng ná đưa chân nhé chư viên nâng nông nhé tâm nam được chất này dễ nên hay hai chất rồi bó bốn cứ đòi ca bằng con chất trời ngàn chân nhìn dông tốt khắc chất ngọt này ná nâng hỏi điên chất trời chất o bàn tràn tới chân ca vơ cái đây ca này dễ cho đây là bọn dưới cầu viên o này hay pho lắm cầu viên ba nó là o được càng nâng chân hay dễ tới có đòi ngon của nó nè toàn màu mấy màu cùng bay ha cùng mũi chân dân từ miền cam được phi miền ca ro pa tiết chân cò bên mình chập này bên thôn mình tết nè nó cò tôm cò mai cò mồi nè con cò sol sọc cò phát nha cái ngon đặc nhân cái đẹp mà tiết nâng nhiệt nhô chẳng lại cả nhà con mình chập cái ngon đẹp mà phải nhiều luôn cái nè chẳng ngày mình ở đây mình bây giờ tây tạng ở đây bật tên chun vào nga prasat na chang pi prong nang atay tang nang cha atikam pi atay tang phong hay nyom nai tnyak min upakara ba ban kalong teu hai na khlap teu hai ni dai khan teu hai tngai ni phong hay ko som chuun tngai kon sap prop ba yang tngo dai jeung tngai ning cha ampoy chuun khnien dao sap ka tngo dai ne khong song sa ravot som hay sap ka tngo no jeung tngai ban tngai kon sma sma khnie som ban pi bichai rup sap chak tok tôi mấy ai khan lai tôm ăn mô tình đi tôm phút ba sát kiếm chết mát tốt kia đó nè hay dừng ở xa cũng liếc ạc mát đức xa này dân vô môi trà hơn kinh tế tôi rất là tôi ngạc ngạc nên vô tóc này mà đi về mà đấy chân vô cá non rập bạc bún rập đi hết rập tâm tâm á ba đó ba tro ba đó thầy kia người đó từ sáng ca máu từ chậm này nên môn na tâm ở đây cho nên môn tao ai phật thì nói kia thả phòng phật này mình gọi làm sao chú? Dạ. Đây là mình dâng cơm cho các vị sư. Dạ dạ dạ. Phật tử dâng cơm cho các vị sư cả nhà. Dạ con đi dài dài qua đây được không chú? Dạ con đi dài dài qua đây được không? Dạ không. Mình chỉ đứng đây vậy thôi chứ không có đi được qua bển nữa cả nhà. Này dâng cơm cho sư.
Hỏi Phật tử múc muỗng 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 vô các bác. Đây bển mấy chục cái bát cả nhà. Mấy cái thối nhỏ nhỏ nó múc mỗi bát muỗng muỗng không đủ, đây vẫn không đủ. Mấy cái thố lớn thì đủ. Dạ mình để cơm vô rồi tới để đồ ăn nữa hả cô, hay là đồ ăn qua bển sư tự múc? Nói cô không biết tiếng Việt. Quá đông luôn cả nhà ơi. Người muỗng cái bát ngồi đây đầy luôn. Sư cả là ngồi trên ghế đá đó cả nhà. Rãng ra. Dạ. Rãng ra mấy cô ơi, rãng thưa ra. Quá tàn đông luôn rồi. Sư cả kêu rãng ra mà không ai nghe hết trơn.
Quá đông luôn rồi. Nãy giờ ông sư kêu rãng bớt ra mà không ai nghe hết trơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sửa sửa cái bát đó cho ngay lại chị. Nghiêng á, nghiêng á. Nghiêng họ sợ lật á.
Cái nào đầy Phật tử xớt qua cái thao lớn đó cả nhà, mình đem vô trong kia. Chút xíu cái sư cầm bát cũng như đi phát thực gì đó để dùng cơm. Còn quá đông luôn. Yang
sân đăng địa văn minh hay cô rê khả rèm chấp y khô sâu à và tê sơ chá y sơ chá ô chìa bà rạc lô lê sơ chá mơ mê và cả tâm anh nhân tố kẻ hít bọc bà chí ta ưu khô mơ mê và hát tê bà sa á sô kinh chá kinh chê sơ kê sơ chê y tê bìa lơ sơ sân tát phó Ita mia no yamakate Aya hiniya ku panita Aya lukya nakiya mani Ewa me tang akhinyaya Iku kutsa sasavata Sakkarang niya hinantaya Viveka manukruhaye Yelavako panja manasita Pandit Tavanko Nihi Nang Vapavataram Yampase Vajjajasinam Ikkai Haviyatam Medhiyavam Patitam Panditam Kriti Patitam Kajaminasa Dayahatela Patayam Avataya Nusataya Asapya Janivirye Satan ta pe ya ha te satan ha te ap pe ya na pe ke pa ta ke mat te na pe ke pori sa tham le ha ke sam vat te kal ya ne ha ke sa pori sat tham le tham mak pe di tu tham pe te vat pa san le na che ta sa Hare yappa vedite dhamme satya ramate pandita Sudekaihi yandene teta usuta rana vayante techana Yerum namayante tachaka nattanam tamayante pandita Sela yadha eka khano yate nana samerate Evam nanti patang sato na samming chante pandita Yadha pirahatu gambhiro vipasanna anavilo Evam dhamme nisatvane vipasai chante pandita Sapatthave sapkore sacha chante Appagate manuseto yejaniya parakiyamino adhayam vicharapatiya tairameviya nukhiyavate yejakhaya sammatekhate samme thamviya luvartino tejaniya paramesande maityodheyam sututtaram Kanhan Samman Vapahaya Sokkan Siyaveta Pandita Aukahana Kaliya Kamya Viveke Yatta Turaman Tatra Pirati Maithaya Itva Kande Akenchino Pariyota Paya Attana Chatta Krese Pandita Yesan Sampodhiyan Keso Sampa Chattan Sophya Vitan Atiya Nappade Nishtake Anupatiya Yajirata Kaina Sava Chutimanta Eloke Parinakuta Vandattavako Chattha Nattita Còn đông dữ lắm luôn. Hãy
Yo chama sa tatang chanto.